Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, đến dự có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi công bố, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến dẫn công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1983, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, trình độ lý luận chính trị cao cấp, đã từng đảm nhận các vị trí trưởng phòng tổng hợp, văn phòng thành ủy, rồi sau đó là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ.